cuối cùng cũng đến Vũ Hán Điện. Wow. Anh ơi, Vũ Hán Điện có phải là cái nơi mà có bạn Thượng Quan Nhi của anh không? Ừ, đúng rồi, bạn tốt của anh. À, để anh gọi. Thượng Quan Nhi! Thượng Quan Nhi! Hình như là Trung Chuối. Cuối cùng thì cũng đi qua đây. Thượng Quan Nhi! Anh Trung ơi, liệu Thượng Quan Nhi đấy có nghe được tiếng gọi của anh không? Tất nhiên là có. Trung Chuối! Đây rồi. Trung Chuối, khỏe không? Đi đường thế nào? Vẫn khỏe. Mà lên tầng chưa? Dạ. Đã chưa? Này, đã tròn 1.000 năm rồi, tại sao truyền nhân của Hắc Ứng Điện chưa thấy xuất hiện nhỉ? Cứ đợi thêm đi, người ấy chắc chắn sẽ đến và dẫn dắt Hắc Ứng Điện chúng ta lấy lại uy danh. Đúng vậy, chúng ta sẽ chờ đợi và lấy lại tất cả những gì đã mất. Đấy, vừa rồi để có tay kìa. Wow, nhìn đẹp thế nhở? Nguyễn anh chạy rồi. Nhìn thấy thú quá anh chạy rồi, lên xem, lên xem. À, Thượng Quan Nhi, đầu này Hắc Ứng Điện có động tĩnh gì không? Từ ngày đã tiếp quản ngôi vị này thì mọi thứ đều rất yên bình. Hắc Ứng Điện hình như là biến mất rồi. Không đâu, ta nghĩ Hắc Ứng Điện đang ở núp ở đâu đó. Các người phải đề phòng cẩn thận đấy. Được rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Vũ Hán Điện sẽ đề phòng. Này, có tín hiệu rồi. Truyền nhân của Hắc Ứng Điện chúng ta đã xuất hiện gần đây. Tốt rồi, thời của Hắc Ứng Điện sắp trở lại. Đi thôi. Anh Hải ơi, một cái thú nó to chưa kìa. Ê, chờ chú. Nè Tiêu ơi, con rồng gì mà chẳng giống con rồng, nó nặng hơn nhỉ? Này, tín hiệu rất mạnh, chắc chắn quanh đây rồi. Mau đi rồi. Đã bỏi đứa. Trong ba người kia, ai mới là truyền nhân của chúng ta? Thì ta. Quanh cái này mà. Anh kia được. Đây, quanh người đây. Đây rồi. Chính là người áo đỏ kia. Nhưng mà tại sao chủ nhân lại đi cùng người của Vũ Hán Điện? Có lẽ chủ nhân đã quên kiếp cầu kiếp trước rồi. Vậy thì chúng ta hãy giúp chủ nhân khơi gợi lại những ký ức. Được. Quá cầu kiếp của chủ nhân. Em biết lỗi rồi. Tao cũng biết lỗi rồi. Đi ông. Này. Không phải no. Nó chả vờ đấy. Cứ mỗi lần là chỉ để nó là nó giết luôn. Anh! Ngươi! Hắc Ứng Điện, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Vũ Hán Điện, hôm nay ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Ta sẽ không để các ngươi làm việc xấu xa nữa. Ứng Điện của chúng ta sẽ quay lại báo thù. Hà Tiêu, Hà Tiêu, Trúc Chuối, không phải Hà Tiêu giả vờ đâu. Hà Tiêu, em bị làm sao đấy? Hà Tiêu, Hà Tiêu, Hà Tiêu, em làm cái gì vậy? Tại sao đơn giản là đánh ta cơ chứ? Hà Tiêu, làm gì đâu? Em bị điên à? Ta không điên. Người của Vũ Hán Điện, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Hà Tiêu, em tỉnh lại đi. Hà Tiêu, Hà Tiêu, Hà Tiêu. Trung Thái, anh làm gì đấy? Anh Trúc, anh tạo ra vòng bảo vệ làm gì đấy? Ui, lại có thần thú à? Hà Tiêu, tại sao em lại tấn công Thượng Quan Nhi? Em có tấn công đâu. Bây giờ em lại còn chối à? Em hỏi anh Thành xem.
Anh này, có đúng là như vậy không? Đúng. Thế mày không nhớ gì à? Không, em có làm gì đâu. Mày còn chối à? Mau xin lỗi trước con gì? Không, em không làm gì, em không xin lỗi. Nhanh! Dậy quá đi, em có làm gì đâu. Con Tiêu, con bé này đứng lại. Thầy áo, ta không sao đâu. Người mau chạy theo xem Lan Trang có chuyện thường thế nào đi. À, được. Thưa quan nhi, xin lỗi nha. Ký ức của chủ nhân đang dần khôi phục rồi. Bám theo thôi. Thảo Tiêu, đứng lại. Em đã không nghe à? Hả? Anh quá đáng lắm rồi đấy. Từ nãy đến giờ, anh quát em trong khi em chẳng làm gì cả. Không làm gì. Không làm gì mà tự nhiên Thượng Quan Nhi bị thương à? Hả? Thì cái đấy em không giải thích được. Nhưng mà chắc chắn là em không làm gì cả. Anh phải tin em gái anh chứ. Tin, tin thế nào được? Trong khi chính mắt anh nhìn thấy. Thôi, vừa vừa. Hai người bình tĩnh lại đi. Nó sai đấy. Thành áo mày tránh ra, để nó xem đã nào đúng không ạ? Mày tránh ra. Để ta tiếp tục khơi gợi thêm kiếp của chủ nhân. Anh quá đáng rồi thôi, em đã nói em không làm được. Mày lại chả bở nữa à? Anh này này, mày đi đi, mày đánh cả anh, hả? Ôi. À, con bé, mày lại còn đường ta, thành quần à? Kẻ nào ngáng đường ta, đều chết. Trông tôi thấy cả Tiêu, mày điên rồi. Thả nó ra. Anh nhau, Tiêu bị nhập ma rồi. Chủ nhân, gái bị khống chế rồi, lên. Chủ nhân, chủ nhân. Cả người đang đồng hành chủ nhân với bọn ta. Các người là ai? Tại sao gọi Tiêu là chủ nhân? Bọn ta chính là người của Hắc Ưng Điện. Hắc Ưng Điện? Cuối cùng các người cũng chịu lộ diện à? Nhưng mà có liên quan gì đến em gái ta? Đây chính là chuyên nhân của Hắc Ưng Điện. Bọn ta đã chờ đợi 1000 năm nay rồi. Cái gì? Kiếp trước của Hắc Tiêu là chuyên nhân của Hắc Ưng Điện á? Nhưng mà đấy là kiếp trước. Ông anh quá. Hắc Ưng Điện, các ngươi đã làm việc ác quá nhiều rồi. Hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Chủ nhân, em xin lỗi. Mày chạy à? Hà Tiêu. Em tỉnh chưa? Anh Trung, thì ra kiếp trước của em là thủ lĩnh của Hắc Ưng Điện à? Đúng vậy, nhưng Tiêu ạ, đấy chỉ là kiếp trước thôi. Không ngờ trước đây em lại có những ký ức như vậy. Không, em không muốn. Hà Tiêu, em còn nhớ ký ức của kiếp trước không? Hay là em muốn quên nó đi? Em muốn quên nó đi, bởi vì nó là một ký ức không hay thế nào. Được, anh sẽ giúp em. Nhưng mà em phải chịu đau đấy. Hà Tiêu, em biết sao rồi? Em ổn rồi mọi người ạ. Em đã tốt hơn rồi. Anh Trung, hãy dẫn em về để xin lỗi Thượng Quan Nhi. Được, đi. Diều, thả đi. Mày bị dở à? Diều nào chịu được cái gió này? Người mày có bị thổi bậy này. Thôi được rồi, bọn mình đi thôi. Đi. Sao gió to thế nhỉ? Nào, đi đi, đi. Hãy nếm trải những cơn gió của Lưu Phong Hà đi. Hà Tiêu, lại Hà Tiêu. Mọi người. Này, mọi người, giữ chặt tay nhau vào. Cố lên. Cố lên mọi người. Qua hết khu này thì sẽ hết gió rồi. Nào mọi người, cố lên. Tình yêu của em ơi. Em đâu rồi? Ôi dồi ôi.
chung chú A Tiêu ơi, chúng mày đang ở đâu đây? Cứu ta với. Anh đây rồi. Em đã chọn anh rồi ấy, anh cứ chạy bằng mắt. Lăng ba vi bộ. Này, tao không chơi với ngươi đâu. Ngươi tránh được ra để cho ta đi. Đồng ý làm chồng của em ấy, anh thích đi đâu cũng được.